Dạ xin chào khán giả kênh Phương Dừa. Phương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại Phương Dừa đang có mặt ở nhà của Phương Dừa ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Phong Tôm. Phong Tôm thì ở huyện Ba Tri. Dạ chào khán giả. Đó, quê của Phương Dừa thì ở dưới Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. À, sáng nay nói chung là hai thằng không có công ăn chuyện làm, à, rất là buồn. Ra chỗ anh Huy nhờ xin làm sắt mà anh không nhận. Đó, giờ không có làm gì thôi, mình kiếm cái trò gì mình tiêu khiển. Và Phương Dừa đã nghĩ ra một cái trò giải trí mà Phương Dừa nghĩ là ai cũng yêu cái gì? Hết, đặc biệt là cánh đàn ông. Trò gì? Đi theo anh đi. Đó. Mày cứ làm theo anh nói thôi. Làm gì? À, bà con cô bác thấy Phong Tôm nó cầm tấm mod, bà con cô bác không hiểu là để làm gì phải không? Thấy Phương Dừa cầm hai cái thao cũng không hiểu làm gì phải không? Đó, đây giới thiệu bà con cô bác hồ cá của ba Phương Dừa. Nó lặn luôn. Tính làm gì? Hả? Từ từ đi. Coi nó coi. Ôi nước đục quá. Nước đục. Ừ, chưa thấy nước. Ôi. Bà con cô bác nghĩ Phương Dừa sẽ làm gì? Phương Dừa không có bắt cá lên chiên nha, Phương Dừa sẽ câu cá. Thôi. Bữa hổm tắm mà ổng còn lượt chạy vòng vòng. Thôi, ổng dính. Không, kể kể thôi. Không phải câu cá bằng lưỡi. Câu cá như Khương Tử Nha vậy, câu cá vậy thôi. Kẹo không có giấy, không có ảnh mạnh có chuyện cá chưa á. Đừng đâu làm gì đi câu cá của ổng. Không có ảnh hưởng. Nè, bây giờ nè, để anh giải thích cho mày nghe nè. Bây giờ tao mày câu cá không? Mà mình câu cá bằng lưỡi thì ô câu cá bằng dây thì con cá đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thôi bữa ông chửi thôi, bữa anh thì khác em khác, ông chửi chửi gì thì tao cũng bị chửi mà tưởng đâu làm gì. Không bây giờ gì nè, để tao bán cho mày, để ông đi chợ rồi sao xíu ông vô vậy. Có nghĩa là giờ mày đi kiếm cái cây đi, mày kiếm cần câu đi đi đi. Có cần câu đâu mà câu, mày có cái cây nè. Ôi nè, có lưỡi đâu câu. Thì kiếm dây, sao có cần lưới. Vậy là câu giả hả? Ừ, kiếm cái dây nhà có cái gì nhợ không? Cái gì nhợ giống như lưỡi câu không? Trong nhà không có. Nghĩa, cái dây đó của ai hả? Đâu? Cái đó đó. Ừ. Cái đó phải cắt ra mới đủ á. Cắt ra đi. Của ai hả? Của em, không, em với anh Minh câu á. Cắt ra đi. Tao làm đảm bảo là mày không bị chửi, rất là hợp lý không? Không biết rồi nha. Được không? Ông có nhà không? Không đi chợ rồi. Thì tao câu được. Thôi mới lấy dây này nè. Ý là mình làm mình cho anh ổng mà, chứ đâu phải là mình phá đâu. Cũng như là không có câu đúng không? Đúng không câu. Cá chép à, câu. Cắn cắn. Ông khúc mày khúc hãy bỏ lưỡi ra nha. Đó. Rồi tao làm câu của tao, mày làm câu của mày đi. Thì ông chửi nhưng mình ông thấy mình cuối cùng không biết ông sẽ chửi mình đúng không? Có gây chưa? Hả? Kiếm một đá rồi. Rung chưa con? Ông chịu. Rung cái gì vậy? Sợ ông về á. Chứ này cái cây này nó hết leo được rồi. Tụi ta làm cái lưỡi được ta. Không. Hả? Có làm cái lưỡi được không? Có lưỡi hả? Vừa nãy kêu cắt. Lấy làm cái lưỡi á. À. Lấy cái lưỡi à? Lưỡi gì chì á? Lưỡi gì chì? Có. Có không? Có. Ta làm lưỡi gì chì đi anh vui. Đây đi. Kiếm cái lưỡi đi. Này.
giống không? Giống không? Lên ăn thì con mẩy. À biết cái đó hành xương không có màu sao nó ăn. Thịt nó cũng đớp lại sao? Đớp thì cái đó là mình tài lắm á. À, cái đó là cái đó là chứng tỏ là cái ông chủ nhà là ông không có cho nó ăn á. Mình câu này mà nó dính là mai là mình đi lại chỗ nào mình câu dính á. Đây mình được cái lưỡi câu rồi nha, đây là cái lưỡi câu. Đi cái ghế này ha. Khoan đợi xíu đi cột. Em cột cái lưỡi. Rồi. Tao có câu rồi đó. Giờ để tao giữ chữ ra. Chết. Đây. Yeah. À. À. Lấy mồi không? Có mồi dính thiệt đó mày. Có mồi dính thiệt đó. Ôi, lấy ghế thôi. Câu cá giải trí miễn phí. Nè nè tay từ từ nó có đồ lên mày. Khỏe đi, ổng về đó, chửi nó vậy. Thì đang canh ổng về mà. Có ai canh chưa? Chữ về là biết à. Để đồ chữ cho nó đậm đậm. Tiếng mồi. Tiếng miếng mồi với câu, không có mồi. Khi lên cục đất á, lấy đất lấy màu thôi. Không mà lấy cái gì á? Để em thấy tay chuối. Mình ăn thì sao mãi? Ăn đâu mà ăn. Lấy trái cua. Cua nổi không? Cua nổi mày. Ừ. Không được đâu. Cho miếng mồi á. Chìm sao? Nha đam à? Cá nó sợ nha đam á. Rồi chưa? Được rồi. Em móc cho. Thì tao mày khiêng cái này ra đi. Khiêng cái gì? Khiêng cái bàn ra đi. Để có rượu chảy, có rượu chảy này. Có đường chảy. Từ từ nha. Khang giờ mình chặn đường nào mà cho ổng đi là tới rồi ổng cản lại. Khiêng lại chờ đẩy cửa ở nhà ổng rồi. Khóa cửa nữa. Chuyện này không? Chuyện này mềm á. Chuyện này không? Ở dưới, bởi dưới. Bởi dưới hả? Ở dưới á. Ừ. Cực quá vậy. Tao thấy tao chưa chọn được gì mà tao cực quá vậy. Tao nặng quá mày. Tới tới đây thôi. Ừ. Nặng quá không nổi. Trời 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 trời. Này giờ đây đi.
Bốc mồi vậy? Cái này nè, mình phải để lấy trái cây rồi mình giờ để con gà rồi mình vào quay rồi quay rồi ngồi ha. Vừa câu cấy cá. Ơi. Không không khoan khoan để ngó cái ổng có về chưa biết là chưa đâu đi tôi cũng đi lâu lắm đi nào thấy ông Tám về nhớ hú nha nghe anh Linh mang lên mang lên mang cho chắc vô rồi ở cái này làm con mày ngon ha. Ừ. Này mà nó ăn thiệt cái đã lắm ta. Nếu mà cá này mà nó ăn nha đam là sau này mình đi câu mình chỉ cần bước nha đam đi thôi. Sao nó không vô vậy mày? Đấy. Mày nhớ lên nhớ. Nhớ ra. Cái xe nó chạy rồi. Đây, qua đây. Giá không dính sao cậu? Thì mình lừa lừa heo lắm nữa nó được. Cái chụp chụp trận đầu nó. Trời trời. Quặn xuống luôn, nó nhảy xuống đi quá. Mạnh ghê. Lát sát, lát lát lát. Lát hồi thay hồi cá luôn. Chưa được nữa hả? Ừ. Dạy hay sao mày? Trời ơi, cái gì buộc lại coi? Giờ buộc lại đi. Cái đó không cái non cửa. Gì đó thấy không thấy không rồi cái tô múc nước nhảy vô luôn. Rồi thay nước. Đây đây đi. Nghe nam chưa? Rồi có à.
Nhà đâm tao đâu. Ô lấy lấy lấy. Rồi. Ủa mày có phao luôn hả? Có luôn. Còn nhìn khác đây. Đi như thế chứ bộ. Câu cá câu bạc hà luôn. Chua luôn. Nó ăn thiệt mới, nó ăn thiệt mới. Sao? Nó ăn thiệt luôn á. Ăn thiệt luôn hả? Táp thiệt luôn nè. Vậy đi câu đi xa ha. Ừ. Đây. Câu được con. Đây mình là con cá ha. Câu cái giống về đó. Ở dưới câu câu rồi. Nó ngó nha. Để mày nhưng mà ông về mày đừng có hốt quản nha. Mình phải tỉnh nha. Sao tỉnh? Mình phải ngồi mình tỉnh, rất là tỉnh táo không? Nói cái con cá vị trí. Không? Ừ. Nó có bản kìa. Thấy tình hình không ổn chạy nè. Không, với lại mình đừng có cho ông biết cái lưỡi này nha. Là ông tưởng là mình câu thiệt luôn á. Lâu lắm không đi câu cá rồi. Ở đây ở chỗ mình có chỗ nào câu cá không được, ngoài đồng không? Có chứ. Cá câu cá gì? Cá rô hả? Cá rô. Rô phi đó hả? Ừ, cá cha đó. Ở đây có không câu? Nó rồi. Mà đừng để ý nha, đừng có để ý không nha. Đừng có sợ cho mày. Bình đại ạ. Đá tao mày qua hồ lên tán. Hả? Đá tao bắt cá. Hồ mình cá nhiều lắm. Ông về. Im nè, đừng có nói gì. Mày làm gì vậy? Dạ. Hả? Mày làm gì vậy? Cái hồ cá của tôi mấy đứa làm gì vậy? À, biết đâu. Con thấy cái bản miễn phí rồi hả? Con cá. Con cá giải trí. Cái bản sao vậy? Đâu có cái bản câu cá về vậy chứ không biết nữa. Con đâu biết. Trời ơi, tôi cá nó đi trời câu được vô đây nữa hả? Con đâu biết đâu. Được hai con rồi đó. Trời đất ơi, thôi. Mấy chú làm ơn, mấy chú đi ra đâu khác cùng tôi cái. Tôi quất mấy chú chạy. Con cá mà. Không, đâu có gì đâu, con câu cá mà. Cái hồ cá tôi nuôi cá kiển mà đi câu. Đó. Đi. Cá kiển gì đâu. Đi. Thôi, để con câu chứ phải làm gì, ba để cái tre bảng kìa. Ai cái bảng này ai treo đây? Ai biết ăn thấy con cá vị trí mà. Thôi dẹp. Không có cá vị trí, con hồ tôi ta nuôi cá mà đừng đi chơi cá vị trí. Con cá vị trí mà ba, đây con cá vị trí mà. Không có thằng nữa đâu rồi. Thằng kia nó đâu? Thằng kia nó vô phòng rồi, ba vô ba tấn nó đi. Con mày dẹp từng câu cho tao coi. Con cá vô trí mà về cho cá về cho má nó con chua. Ba con cá này một lát nữa nó chết là mày được no đòn quá. Vì con cá về cho má nó con chua mà. Thôi khỏi, lát nữa đi ra giao ngoài chợ là mua. Thôi, thử con cá chép. Con cá tối ngày nghe từ sớm rồi đó. Mày cứ lo là con cá đâu. Phá đâu mấy cha nội. Câu cá vị trí mà không có chuyện gì làm, câu cá vị trí nè. Dẹp. Cho con câu xíu đi. Dẹp. Thôi, không biết câu. Quỷ chưa kịp chạy mày. Mày chạy. Quất.
bạn hiểu chứ. Con cá vị trí mà. Tự tụi bay đăng gì hả bạn? Con có đăng gì đâu. Con mới ngủ. Ai biết đâu. Anh dụ mà. Có hồn cũng có kiện mà con có vị trí. Hồi nãy con cũng đâu có chịu con đâu. Sao mày ngồi mày câu được 2-3 con nè. Vậy chứ cho nó ăn, nó câu dính nó cho. Tính cho nó ăn mỗi ngày đó. Không có cho nó ăn đâu. Bây giờ câu được 3 con nó lên 2-7 con chung tôi không đi làm. Thôi giờ ông bán lại đi ông Tám ơi. Ông Tám bán lại đi. Bán lại đi chứ giờ lỡ đâu rồi. Trời ơi bà đổ lên xuống đi tiêu tiền nói tao trả. Đổ cái lại cho tao đi. Ông đừng quýnh nha. À biết đâu còn đây tấm bạn miễn phí. Giục cây đi. Lại lấy đi. Thôi giục cây đi rồi. Hậu cá tí mà bà đã treo tạm biệt hậu cá. Hậu cá câu rồi hai thằng ngồi câu tâm sự rồi câu cá giật nó mỏ tay luôn rồi ba đã đó. Ừ, đã lắm à. Sau này chỉ ông nè câu mồi này là nó ăn nha. Mồi lá cây nó mới ăn phải không? Ừ, ra đêm nó mới ăn. Thôi dẹp đi ông ơi. Dẹp đi nha, không có câu nữa nha. Tôi muốn bà, tôi vô rồi. Bỏ chạy. Cái vàng dữ quá là có phú luôn. Cái ngồi mày lì chứ. Lì gì? Mày lì ghẹo ổng chứ. Ghẹo gì? Ổng trách cây vậy mà kêu lì. Cây chứ. Mình cũng có cây mà. Thôi. Có cây mà sao thôi. Có gì mình đỡ. Thì thằng thiệt tình. Nhát gan quá rồi không á. Nhát gan quá chưa, nó chạy chưa. Thôi giờ sao? Hả? Thì sao? Bữa khác đi. Cái khác đi làm đó mày đừng có chạy. Mày cứ lộn động mày chạy trước không mày phải tỉnh chứ. Thì cũng nói được mấy câu đó. Nói cái gì mà chưa mày chạy. Nhưng mà ông dữ quá. Mày phải lì. Thì ông lì. Giờ ông dữ quá. Ông dữ chưa giờ mà. Mày phải lì chứ, mày phải lì ngồi câu. Câu cái chưa mới có nửa tiếng rồi này kia đâu chứ. Đúng không? Nó nhát quá bà con bác. Nhát quá mà nó đồ mà đưa để đi phải làm hết sớm. Thôi cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều nha. Bà con cô bác nếu mà có ai muốn câu cá giải trí thì liên hệ Phương Dừa nha. Dạ. Đây có dịch vụ câu cá giải trí miễn phí. Dạ chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.